Con đưa nào có bóng, nào có bóng câu ở đây này. Xong rồi con ba, ai đẹp quá. Có bóng nó xong rồi con ăn thịt. Xong rồi con bò, con ngốc này, này con xíu ngược người, chạy bảo nó. Nó không chạy bảo. Ông chơi để làm chơi ăn ra. Bà con chơi ăn sao nó lắm. Tấn công rất bình tĩnh, có nhiều khoảng trống nhưng QR không vội vàng để tiếp về lưới. Và anh Trần Hậu có một cơ hội ngon ngon nhất thì đã phải ép chờ sức sức bạn để thực hiện một cú cắt bóng vào ngưỡng. Đây là 2 set point cho tay vợt người Thụy Sĩ. Hello các bạn, chúng ta mình đây là bóng mà thôi tao rồi các bạn ạ. Với một chồng cứ đẹp vợt vĩ đại nhất. Các bạn ơi, chúng ta mình chơi là bóng à. Chồng mình sớm này chú không nhỉ? Sự chích lệch.